Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube channel của APA Academy Trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem cách làm sao để chúng ta chuẩn bị setup được một cấu hình máy tính thật là tốt đủ khỏe, đủ dùng để chúng ta có thể chinh chiến với phần mềm đó là Travantes Thì như các bạn đã biết Chavantes là một phần mềm render bằng GPU tức là các đồ họa Vậy cái tiêu chí chọn các đồ họa, chọn CPU như thế nào để chúng ta có thể làm việc tối ưu cái năng suất làm việc tốt nhất có thể. Rồi, trước khi bắt đầu thì các bạn hãy đừng quên nhấn like cũng như là subscribe kênh để có thể đón nhận được nhiều nội dung hay hơn nữa trong thời gian sắp tới nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Hôm nay thì ở đây mình đã chuẩn bị một uh, file phòng uh, bếp và phòng ăn và mình uh, đã live vinh với cả travert ở đây như các bạn có thể thấy. Thì uh, khi mà mở travert lên các bạn sẽ để ý cho mình uh, ở cái phần dưới góc dưới màn hình của chúng ta đây nó sẽ hiển thị một vài những cái thông số quan trọng liên quan đến cấu hình mà chúng ta cần phải biết. Đầu tiên đó là cái cấu hình cạc đồ họa của các bạn hay còn gọi là GPU. thì ở đây máy hiện tại của mình đang sử dụng đó là card RTX 2060 cũng tương đối là yếu thôi, không phải là quá mạnh bởi vì đây là máy phụ của mình. Uh, tiếp theo đây là thông số FPS. FPS là thông số tốc độ khung hình trên dây, tức là khi các bạn mà di chuyển các thứ ở bên trong bên trong công trình này, uh, nếu các bạn mà di chuyển nó mượt thì tức là FPS đang cao còn uh, các bạn di chuyển mà bị giật 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 ấy, thì chứng tỏ là FPS của chúng ta đang thấp thì ở đây nó đang hiển thị cái màu vàng vàng như này chứng tỏ là ở mức độ gọi là trung bình không quá cao không phải quá thấp khi nào mà nó di chuyển mà mà chậm quá giật quá ấy, nó sẽ nó sẽ hiển thị cái thông số này là màu đỏ nhé và cuối cùng đó chính là cái thông số VRAM là cái cấu hình là cái thông số bộ nhớ của cái card đồ họa các bạn để ý cho mình cái thông số này rất là quan trọng trong cái việc chúng ta làm việc bằng tết thì tối thiểu hiện tại VRAM chúng ta nếu mà các bạn nào mà chuẩn bị mà build máy nhé thì các bạn hãy mua dung lượng VRAM khoảng tầm khoảng trên 6 g đổ lên thì gọi là mức đủ dùng chúng ta có thể dùng được đấy là những cái thông số cơ bản cần thiết nhất mà các bạn cần phải check trước khi chúng ta mới cài đặt cho Vantage vào máy của mình còn những bạn mà đang băn khoăn không biết là máy của mình có dùng được cho hay không Hay là một số bạn đang có ý định là build máy để dùng Java Vậy thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị máy như thế nào Về yêu cầu hệ thống, về yêu cầu hệ thống của Java Thì đây là cái cấu hình gợi ý mà các bạn nên nên sử dụng nhé Tối thiểu là các bạn nên dùng cho mình chip CPU i7 trở lên i7 trở lên, i7 thì bây giờ có thế hệ 12, 13 gì đấy rồi đúng không? Ờ, riêng về chip thì các bạn sẽ cần quan tâm cho mình về thông số số nhân số luồng. càng nhiều nhân càng nhiều luồng thì chúng ta render càng nhanh làm việc nó sẽ càng mượt. Tiếp đến là RTX, RTX 6GB vram tức là RTX là cạc đồ họa. RTX nhé. Một số loại cạc đồ họa GTX thì vẫn có thể render được. Đấy. Nhưng mà theo khuyến cáo của nhà phát hành thì chúng ta nên dùng cạc đồ họa RTX với dung lượng VRAM từ 6 g trở lên và dung lượng bộ nhớ của chúng ta đó là RAM cũng tối thiểu là 16 g với cái RAM 16 g này thì các bạn nên các bạn nên mua hai thanh 8 g các bạn dùng thì nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn mua một thanh 16 g nhé bởi vì khi mà chúng ta làm việc đa nhiệm thì cái tốc độ xử lý của hai thanh mặc dù là về con mặt con số thì nó sẽ giống nhau về con số nó sẽ giống nhau nhưng về mặt hiệu năng thì hai cái thanh RAM nó làm việc nó sẽ có hiệu năng tốt hơn với một thanh RAM 16GB. Còn nếu không bạn nào có điều kiện thì các bạn hoàn toàn có thể là mua hai thanh 16 GB các bạn cắm vào. Còn nếu chúng ta mà tài chính có hạn thì các bạn nên mua hai thanh hai thanh 8, hai thanh 8 GB và cắm vào hai khe so le nhau nhé. Ở trong cái main của các bạn nó sẽ có bốn cái khe để cắm RAM, đúng không? Thường thường bây giờ mình thấy nó có bốn cái khe để cắm RAM. Thì thường các bạn sẽ phải cắm cho mình ở vị trí số 1 hoặc số số 1 và số 3 hoặc là số 2 và số 4 chứ đừng cắm ở khe số 1, số 2 nhé. Hạ đừng cắm hai cái liền nhau mà chúng ta phải cắm so le, so le ra đó thì đây là những cái cấu hình uh, gợi ý dành cho những bạn nào mà đang có ý định muốn build máy còn những bạn nào mà đã có máy rồi thì các bạn sẽ check lại xem là cái cạc đồ họa của mình có nằm trong danh sách những cái cạc dưới đây mà có thể dùng được trao test hay không đấy thì uh, một số loại quạt cũ này một số loại cạc cũ thì nó được hỗ trợ cái công nghệ DXR và vẫn có thể chạy được với các cái bản driver mới còn nếu mà driver mà cũ rồi thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp driver lên nhé thì ở đây có một số loại uh, như là titan xp titan x này gtx 1080 này gtx 1080 ti này 1070 uh, 1060 6g đấy một số gtx này thì nghe là cái dòng khá là quen thuộc đúng không uh, ở đây thì có tối thiểu tối thiểu thì các bạn nên dùng gtx 1060 hoặc là một gtx 1060 ti và cuối cùng đấy là những cái dòng RTX ở dưới này thì uh, bây giờ theo mình thì giá cạc của nó tương đối rẻ. Cạc của nó bây giờ đã rẻ hơn uh, cách đây uh, một năm khá là nhiều rồi. Nên là các bạn hoàn toàn có thể là tận dụng thời cơ này để sắm cho mình những con cạc khoảng tầm uh, 3060. À, 3060 hoàn toàn được nhé. Bây giờ mình sẽ thử check giá. Thử check giá luôn xem là cạc 3060 thì bây giờ nó khoảng bao tiền. Đấy. Nếu bây giờ mua thì các bạn nên mua RTX. 3060 12g đó thì giá của nó rơi đâu đó vào khoảng tầm 8 triệu 3060 8 đến 12g này 89 triệu gì đó là mức giá khá là mềm bởi vì hiện tại là Bitcoin nó đang thấp cái thời mà cái thời điểm mà Bitcoin nó 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 lên đu đỉnh ấy, thì giá cả cực kỳ cao hồi đấy là một con cạc này mình nhớ đâu đó phải gần 20 triệu Đấy, bây giờ nó giảm gần gần đi một nửa rồi đấy còn bây giờ nó có rất là nhiều những dòng cặp mới các bạn có thể là uh, mua 3090 3090 hoặc thậm chí là bạn nào nhiều tiền nó có thể là chơi hẳn 4090 4090 vậy là chúng ta thoải mái nhé thoải mái còn CPU thì với Java Tết thì nó không dùng CPU để render nên là các bạn cần một cái CPU đủ khỏe đủ mạnh đủ ổn định để chúng ta dựng hình là được đấy thì theo khuyến cáo đó là từ i7 trở lên nhé còn để mà render bằng Java tốt thì các bạn nên nên dùng cho mình ít nhất ở đây như máy của mình đang là 2060 này là mình thấy render nó cũng tương đối là ok không không phải quá nhanh nhưng không phải là quá chậm còn nếu mà bạn nào mà có điều kiện hơn dư giả hơn thì các bạn hoàn toàn có thể build cho mình những cái những cái cấu hình GPU nó nó chất lượng hơn vâng và vừa rồi thì mình cùng với các bạn đã đi tìm hiểu cũng như là so sánh liệt kê ra những cái cấu hình những cái con cạc đồ họa làm sao để tối ưu nhất trong việc sử dụng Travantech thì các bạn hãy xem ở trên cái danh sách đó xem là cái càng đồ họa của mình nó có nằm trong sở đó không hoặc là nếu mà bạn nào có dự định sắp tới mua càng đồ họa thì hãy lựa chọn cạc làm sao để có thể tương thích với phần mềm tốt nhất có thể nhé rồi thì video ngày hôm nay của mình đến đây xin được kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo xin chào tạm biệt bye bye